Cô Lê Ngọc Hiếu xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ chữa cho các bạn đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 môn sinh học. Câu 81. Trong tế bào, phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã đặc hiệu anticodon? Đó chính là ARN vận chuyển, đáp án câu C. Còn cái mRNA là ARN thông tin á, thì nó sẽ có các cái bộ ba, người ta gọi là bộ ba mã sao, codon hết các bạn. Còn ở trên gen hay là ADN thì nó sẽ có các cái bộ ba, người ta gọi là bộ ba mã hóa hay còn gọi là triplet. Câu 82. Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là tế bào đã bị loại bỏ thành phần nào sau đây? Thì tế bào trần nó chỉ có cái màng sinh chất bao bên ngoài, nó đã bị loại bỏ cái thành tế bào cellulose ha. Đáp án là câu D. Người ta sử dụng enzyme cellulase để nó phân hủy cái thành tế bào cellulose, từ đó có thể tạo ra tế bào trần. Sau đó người ta sẽ dung hợp tế bào trần thuộc hai loài khác nhau để tạo ra tế bào lai, và sau đó sẽ cho vào môi trường dinh dưỡng thích hợp để nó tái sinh thành cây lai khác loài. Và đó cũng chính là thể song nhị bội. Câu 83. Một loài thực vật phép lai như thế này tạo ra F1 thì theo lý thuyết F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình? Khi hai cơ thể mà đồng hợp lai với nhau thì nó sẽ cho đời con chỉ có một loại kiểu hình thôi ha các bạn. Câu D. Câu 84. Các con trâu rừng đi kiếm ăn theo đàn giúp nhau cùng chống lại thú ăn thịt tốt hơn các con trâu rừng đi kiếm ăn riêng lẻ. Đây là ví dụ về mối quan hệ nào? Đó là mối quan hệ hỗ trợ cùng loài. Câu D. Giữa các cá thể trong cùng một quần thể thì nó sẽ có hai cái mối quan hệ là hỗ trợ và cạnh tranh. Hỗ trợ cùng loài ha, và cạnh tranh cùng loài. Để ta phân biệt với lại trong quần xã sinh vật thì nó sẽ có hai mối quan hệ, đó là hỗ trợ và đối kháng nha. Câu 85. Giả sử một quần thể có cấu trúc di truyền 100% e lớn e nhỏ thì theo lý thuyết tần số allele e lớn của quần thể này là, khi ban đầu là 100% e lớn e nhỏ thì e lớn sẽ bằng 1/2 hết các bạn, 0.5 ha. Đáp án là câu B. Câu 86. Trong quá trình tiến hóa, giọt qua xích va được hình thành trong giai đoạn nào sau đây? Trong quá trình tiến hóa thì nó có 3 giai đoạn. Đó là tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học. Sự sống trên trái đất bắt nguồn từ chất vô cơ. Nó sẽ trải qua cái giai đoạn gọi là tiến hóa hóa học để tạo thành các chất hữu cơ từ đơn giản đến phức tạp. Sau đó từ các chất hữu cơ sẽ trải qua giai đoạn gọi là tiến hóa tiền sinh học để tạo nên cái tế bào sơ khai. Tế bào sơ khai còn gọi là giọt qua xích va. Và sau đó nhờ quá trình tiến hóa sinh học sẽ tạo ra các loài sinh vật như hiện nay. Dưới tác dụng của các nhân tố tiến hóa và theo những con đường hình thành loài khác nhau, hình thành loài cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý. Như vậy, tiến hóa tiền sinh học sẽ tạo ra mầm mống đầu tiên của sự sống là các tế bào sơ khai. Đáp án là câu C ha. Ở trên sơ đồ này người ta có thể hỏi chúng ta là kết quả của tiến hóa hóa học là gì? Thì kết quả của tiến hóa hóa học chính là tạo ra chất hữu cơ. Kết quả của tiến hóa tiền sinh học là tạo ra các tế bào sơ khai. Và kết quả của tiến hóa sinh học là tạo ra các loài sinh vật như hiện nay. Câu 87. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng? Cấu trúc của một hệ sinh thái thì sẽ gồm có thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh. Trong đó thành phần vô sinh là sinh cảnh, còn thành phần hữu sinh quần xã sinh vật. Trong quần xã sinh vật thì người ta sẽ chia các loài sinh vật thành ra ba nhóm là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Thì sinh vật sản xuất chính là những cái sinh vật tự dưỡng đó các bạn, là những sinh vật mà có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ, có thể sử dụng cái nguồn carbon chính là CO2. Điển hình đó là thực vật, vi khuẩn lam, tảo lục đơn bào. Còn sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải thì hai cái nhóm này nó được xem là sinh vật dị dưỡng ha các bạn. Sinh vật dị dưỡng thì nó sẽ không thể tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ, tức là nguồn carbon nó sử dụng lấy từ các chất hữu cơ chứ không phải từ CO2 ha. Như vậy trong câu này ta sẽ chọn đáp án là câu D, thực vật ha các bạn. Câu 88. Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo như đèn neon, đèn sợi đốt trong nhà có mái che, có
có thể đem lại tối đa bao nhiêu lợi ích sau đây trong sản xuất nông nghiệp? 1. Khắc phục được điều kiện bất lợi của thời tiết. 2. Giúp tăng năng suất cây trồng. 3. Hạn chế tác hại của sâu bệnh. 4. Đảm bảo cung cấp rau củ quả cho con người vào cả mùa đông giá lạnh. Ta thấy là cả 4 ý này đều hợp lý ha các bạn. C. Câu 88 này thuộc nội dung chương trình lớp 11 nè. Trong đề thì có 4 câu thuộc chương trình lớp 11 ha. Câu 89. Trong quá trình dịch mã, phân tử mRNA thì có chức năng làm khuôn cho quá trình dịch mã, đáp án là câu C. Còn ý A vận chuyển acid amin tới ribosome là vai trò của ARN vận chuyển rồi. Còn câu B kết hợp với protein tạo thành ribosome thì đó chính là ARN ribosome RRN. Còn câu D thì sai rồi hết các bạn. Câu 89 đáp án là câu C. Câu 90. Xét về phương diện lý thuyết, nguyên nhân nào sau đây làm cho sự tăng trưởng của quần thể sinh vật bị giới hạn? Ta nhớ lại sự tăng trưởng của quần thể sinh vật trong điều kiện bị giới hạn còn gọi là tăng trưởng thực tế. Và đồ thị của tăng trưởng thực tế thì nó có dạng hình chữ S các bạn. Tức là ban đầu thì nó tăng chậm, sau đó đến giai đoạn tăng nhanh và ở cuối giai đoạn tăng nhanh nó sẽ đi vào pha ổn định, đồ thị chuyển sang nằm ngang ha. Do điều kiện bất lợi về khí hậu thời tiết, các sinh vật khống chế nó hoặc là nguồn thức ăn nơi ở bị hạn chế. Và do vậy đáp án sẽ là câu D, số lượng kẻ thù tăng lên. Câu 91. Trong tạo giống cây trồng, hóa chất colchicin được sử dụng vào mục đích nào sau đây? Hóa chất colchicin sử dụng để tạo giống gây đột biến đa bội, đáp án là câu A ha. Bởi vì colchicin khi mà gắn vào cái thoi phân bào thì nó sẽ ngăn cản quá trình trùng hợp, kéo dài cái thoi phân bào. Và do vậy ADN nhiễm sắc thể đã nhân đôi nhưng mà không được phân chia về các tế bào con thì sẽ tạo ra đột biến đa bội. Còn cái hóa chất mà gây đột biến gen á thì không phải là colchicin đó các bạn. Cái tác nhân hóa học mà gây đột biến gen thì phổ biến là năm brom uracil nè, acridin nè. Câu 91 đáp án là câu A. Câu 92. Ở Đại Mạch, gen quy định màu xanh của lá di truyền theo dòng mẹ. Gen quy định tính trạng này thì nằm ở bao quang nào sau đây? Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đó chính là do gen ở trong tế bào chất, trong ti thể, trong lục lạp. Do vậy ta nhìn thấy các đáp án ở đây chính là đáp án câu B ha, nằm trong lục lạp. Còn peroxisome cũng như là khung bào thì nó không có chứa acid nucleic, không chứa ADN. Còn ribosome á, thì nó có chứa ARN ribosome chứ không có chứa ADN hay là gen nha. Ta nhớ lại hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do gen nằm trong ti thể hoặc là trong lục lạp thôi nha. Câu 93. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2N do đột biến dẫn đến phát sinh các thể đột biến. Thể đột biến nào sau đây có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là giảm đi so với thể lưỡng bội thuộc loài này? Số lượng nhiễm sắc thể mà giảm đi đó chính là thể 1 ha, đáp án câu B. Thể 1 chính là 2N-1. Còn câu A thể tứ bội là 4N nè, gấp 4 lần bộ đơn bội nè. Câu C thể tam bội là gấp 3 lần bộ đơn bội nè. Thể 3 thì là 2N cộng 1 nè. Câu A, câu C và câu D là số lượng nhiễm sắc thể tăng lên ha. Chỉ có thể 1 là giảm đi. Thể 1 tức là sao? Ở một cặp nào đó bình thường là có 2 chiếc, thì bây giờ nó chỉ còn là 1 chiếc thôi. Ví dụ bộ nhiễm sắc thể của loài là như thế này. Ví dụ 2N bằng 6. Thì có 3 cặp, cặp thứ 1, cặp thứ 2, cặp thứ 3, thì ở mỗi cặp đều có 2 chiếc, thì thể 1, ví dụ ở cặp số 1 nó chỉ còn 1 chiếc thôi, ở những cặp khác thì vẫn có 2 chiếc bình thường. Thể 3 thì là ở một cặp nào đó bình thường có 2 chiếc, bây giờ nó có 3 chiếc, còn những cặp khác thì vẫn 2 chiếc bình thường. Trong khi thể tứ bội thì ta nhớ lại là ở tất cả các cặp đều có 4 chiếc, còn thể tam bội thì tất cả các cặp đều có 3 chiếc. Như vậy chỉ có đáp án câu B mới là số lượng nhiễm sắc thể giảm đi ha các bạn. Câu 94. Trên đồng cỏ châu Phi, cá sấu bắt linh dương đầu bò để ăn. Mối quan hệ giữa cá sấu và linh dương đầu bò thì thuộc quan hệ cá sấu là động vật ăn thịt ha các bạn. Và linh dương đầu bò chính là con mồi ha. Mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi thì là sinh vật này ăn sinh vật khác, đáp án là câu B. Trong cái mối quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác thì nó có 3 cái mối quan hệ trong đó, động vật ăn động vật hay là động vật ăn thực vật. Nó cũng có thể là thực vật
ăn động vật, ví dụ như là cây nắp ấm, cây bắt ruồi. Đáp án câu 94 là câu bờ. Câu 95, sinh vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở mang? Đây là một câu thuộc chương trình lớp 11 ha các bạn. Trao đổi khí qua mang thì đó chính là cá xương ha các bạn. Đáp án sẽ là câu D. Còn voi và nai ở đây là lớp thú ha. Lớp thú thì nó sẽ trao đổi khí thông qua phế nang ở phổi. Chim thì nó sẽ trao đổi khí bằng hệ thống ống khí có trong phổi. Tức là chim cũng trao đổi khí bằng phổi, nhưng mà phổi nó không có phế nang nha các bạn. Phổi của nó có hệ thống ống khí nối liền với các túi khí. Đáp án là câu D. Câu 96. Mức độ giống nhau về ADN giữa loài người với một số loài được thể hiện ở bảng như sau. Ở đây ta có tinh tinh, vượn, gibbon, khỉ vê vét và khỉ capuchin. Và đây là tỷ lệ phần trăm giống nhau giữa bọn nó với lại ADN của người. Thì ta thấy là đây chính là một cái nội dung về bằng chứng sinh học phân tử. Khi ta so sánh trình tự nucleotide ở trong gen ADN hay là trình tự acid amin trong protein, thì ta thấy nếu mà các loài càng giống nhau về trình tự nucleotide hoặc trình tự acid amin ở một cái gen nào đó thì mối quan hệ của chúng sẽ càng gần, càng khác nhau thì mối quan hệ sẽ càng xa. Do vậy để ta thấy là tinh tinh thì có tỷ lệ phần trăm giống với người nhất, cho nên nó sẽ có mối quan hệ họ hàng gần nhất với người ha. Đáp án là câu bờ. Câu 97. Giả sử loài thực vật A có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 14, loài thực vật bờ thì có bộ nhiễm sắc thể cũng là 14. Theo lý thuyết, tế bào sinh dưỡng của thể song nhị bội được tạo ra từ hai loài này có số lượng nhiễm sắc thể là bao nhiêu? Thể song nhị bội tức là tế bào mà có hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau. Tức là ta sẽ có 2N nhiễm sắc thể của loài A và 2N nhiễm sắc thể của loài bờ. Thì ta sẽ có là 14 nhiễm sắc thể của loài A và 14 của loài bờ. Tổng số sẽ là 28 nhiễm sắc thể. Đáp án là câu D. Câu 98. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh? Nhân tố sinh thái chính là những cái nhân tố trong môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của sinh vật. Bao gồm hai nhóm là nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh. Trong đó nhân tố sinh thái hữu sinh là những nhân tố mà có sự sống ha các bạn, là nói về sinh vật ha, cũng như là mối quan hệ giữa các sinh vật. Nên trong các cái đáp án này A, B, C, D thì ta thấy là sinh vật chính là câu D, sâu ăn lá lúa ha. Còn nhân tố sinh thái vô sinh thì là những nhân tố không sống như là nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng, độ pH, nồng độ oxy, nồng độ CO2 v.v. Câu 99. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có tỷ lệ kiểu gen 121? Đó chính là câu A ha. Chỉ hợp một cặp gen lại với nhau thì sẽ ra 3 kiểu gen. Tỷ lệ là 121 nha. Còn câu bờ thì ra 1 kiểu gen thôi. Câu C thì 2 kiểu gen, tỷ lệ 11. Câu D thì 2 kiểu gen, cũng là tỷ lệ 11 ha. Câu 100. Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen dị hợp chéo đã xảy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa là? Khi có hoán vị gen thì số loại giao tử tối đa sẽ là 4 loại giao tử. Đáp án là câu D, bao gồm hai loại giao tử liên kết, ở đây chính là A lớn B nhỏ và A nhỏ B lớn, và hai loại giao tử hoán vị. Khi xảy ra hoán vị gen với tần số là F thì ta nhớ lại giao tử hoán vị sẽ có tỷ lệ là F chia 2. Còn giao tử liên kết thì ta sẽ lấy 0,5 trừ cái tỷ lệ vừa tính là F chia 2. Câu 101. Cắt các mầm của một củ khoai tây đem trồng trong những điều kiện môi trường khác nhau. Theo lý thuyết, tập hợp các kiểu hình khác nhau của các cây khoai tây phát triển từ các mầm nói trên được gọi là? Người ta cắt các mầm từ một củ khoai tây và đem trồng trong những điều kiện môi trường khác nhau thì nó sẽ phát triển lên thành các cây khoai tây khác nhau, và xuất phát từ một củ khoai tây ban đầu cho nên nó sẽ có cùng kiểu gen ha các bạn. Và khi ta cho vào những môi trường khác nhau, nó sẽ cho ra những kiểu hình khác nhau, và liệt kê hết các kiểu hình đó, ta sẽ thu được mức phản ứng của cái kiểu gen mà ta đang quan tâm. Câu 102. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm xuất hiện các allele mới trong quần thể? Nhân tố mà có thể làm xuất hiện các allele mới trong quần thể đó chính là đột biến ha các bạn.
vai trò của đột biến chính là tạo ra các allele mới, từ đó có thể cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa. Từ cái nguồn nguyên liệu sơ cấp, nhiều quá trình giao phối sẽ tạo ra vô số các nguồn biến dị tổ hợp khác nhau. Đó chính là nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa. Câu 103. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN trong tế bào, phát biểu nào sau đây là đúng? Câu A. Enzyme ADN polymerase tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3,5 phẩy. Ý này sai rồi hả các bạn? Theo chiều 5,3 phẩy mới đúng. Câu B. Trong một chạc tái bản, một chạc sao chép hình chữ Y ha, thì chỉ một trong hai mạch đơn mới tổng hợp liên tục. Ý này đúng rồi hả các bạn? Trong một cái chạc sao chép chữ Y như thế này, thì ở cái mạch khuôn có chiều 3,5 phẩy, thì cái mạch mới nó sẽ được tổng hợp một cách liên tục. Còn trên mạch khuôn có chiều 5,3 phẩy, thì mạch mới sẽ được tổng hợp ngắt quãng theo từng đoạn ngắn Okazaki. Còn ý C, quá trình nhân đôi ADN chỉ diễn ra theo nguyên tắc bổ sung là sai. Trong nhân đôi ADN thì còn diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn ha. Trong hai ADN con tạo ra, thì ở mỗi ADN con như vậy á, sẽ có một mạch cũ của mẹ và một mạch là mới được tổng hợp. Mỗi cái ADN con sẽ có một mạch cũ của mẹ và một mạch mới được tổng hợp, gọi là nguyên tắc bán bảo toàn nữa nha. Câu D, enzyme ADN polymerase tham gia tháo xoắn, ý này cũng sai các bạn. Trong nhân đôi ADN thì ADN polymerase không có khả năng tháo xoắn, mà nó phải nhờ các loại enzyme tháo xoắn. Chỉ có trong phiên mã thì enzyme ARN polymerase mới có khả năng tháo xoắn thôi. Câu 104. Theo lý thuyết, khi nói về sự di truyền của các gen ở thú, phát biểu nào sau đây sai? A. Các cặp gen trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì phân ly độc lập trong quá trình giảm phân. Ý này đúng rồi hả các bạn? Và đúng nên ta không chọn. Câu B. Các allele lặng ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X thì thường biểu hiện kiểu hình ở dưới đực nhiều hơn dưới cái. Đúng rồi hả các bạn? Các allele lặng mà nằm trên vùng không tương đồng của X á, thì ở dưới đực ta nhớ lại lớp thú á, thì là con đực là XY và con cái thì là XX. Cho nên là ở dưới đực á, chỉ cần một allele lặng thôi đã biểu hiện ra kiểu hình rồi. Cho nên là nó dễ biểu hiện kiểu hình hơn so với ở dưới cái là dưới XX thì phải cần đến hai allele lặng nó mới biểu hiện ra kiểu hình ha. Câu B đúng. Câu C, các gen trên cùng một nhiễm sắc thể thì tạo thành một nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau. Đúng rồi ha các bạn. Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể thì nó có xu hướng di truyền cùng nhau và làm thành một nhóm gen liên kết, cũng là một nhóm tính trạng liên kết và bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài N. Do vậy đáp án sẽ là câu D, là ý sai ha các bạn. Các gen ở tế bào chất thì chỉ biểu hiện kiểu hình ở dưới cái mà không biểu hiện kiểu hình ở dưới đực là sai rồi ha các bạn. Các gen trong tế bào chất thì biểu hiện kiểu hình ở cả đực và cái. Con đực và con cái đều có thể biểu hiện kiểu hình giống như mẹ của nó. Câu 105. Sau vụ cháy rừng vào tháng 3 năm 2002, quần thể kỳ trầm cừ ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh số lượng dẫn đến thay đổi đột ngột tần số các allele của quần thể. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đây là ví dụ về tác động của nhân tố nào? Đó chính là tác động của yếu tố ngẫu nhiên. Đáp án câu A. Ta nhớ lại yếu tố ngẫu nhiên như là lũ lụt, động đất, sóng thần, cháy rừng, dịch bệnh, vân vân ha các bạn. Có thể tác động làm thay đổi đột ngột tần số allele thành phần kiểu gen của quần thể. Sự thay đổi đột ngột về vốn gen như vậy người ta gọi là biến động di truyền hay là phiêu bạc di truyền ha. Đó là những cái hiện tượng thuộc về yếu tố ngẫu nhiên. Đáp án là câu A. Câu 106. Cà chua lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Như cô vừa nói lúc nãy, thì số nhóm gen liên kết chính là bằng N hả các bạn? Số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài. Thì theo lý thuyết, thể 1 của loài này có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là bao nhiêu? Thì thể 1 ta có ký hiệu là 2N-1. Do vậy, số nhiễm sắc thể sẽ là 2N sẽ là 24 hả các bạn? Và do vậy, thể 1 sẽ là 23 nhiễm sắc thể ha. Đáp án là câu B. Câu 107. Ở người, sau khi vận động thể thao,
nồng độ glucose trong máu giảm, tuyến tụy tiết ra một loại hormone nào sau đây để chuyển glycogen ở gan thành glucose đưa vào máu làm cho nồng độ glucose trong máu tăng lên, dẫn đến duy trì ở mức độ ổn định? Đây chính là một câu hỏi thuộc về phần cân bằng nội môi thuộc chương trình lớp 11 ha các bạn. Nó thuộc về cái bài cân bằng nội môi nè. Khi mà hàm lượng glucose trong máu tăng thì tuyến tụy nó sẽ tiết ra insulin, hormone insulin. Từ đó nó sẽ giúp chuyển hóa glucose thành ra glycogen dự trữ ở gan và cơ ha các bạn. Ở gan là chủ yếu ha. Còn khi mà cái hàm lượng glucose giảm xuống ở trong máu, tức là đường huyết giảm ha các bạn. Đường huyết giảm có thể là do rất là xa bữa ăn rồi, hoặc là trong trường hợp ở câu này chính là sau vận động thể thao nè. Nồng độ glucose trong máu giảm do hô hấp tế bào đã sử dụng rất nhiều nguyên liệu là đường glucose rồi ha. Thì lượng đường trong máu giảm, đường huyết giảm, thì tuyến tụy sẽ tiết ra hormone gọi là glucagon để có thể chuyển hóa glycogen dự trữ ở trong gan thành ra ngược lại glucose. Từ đó có thể làm cho nồng độ glucose trong máu có thể tăng lên, đi đến ổn định. Do vậy trên cái sơ đồ này ta có thể lưu ý là khi lượng glucose trong máu tăng thì tuyến tụy sẽ tiết ra insulin để giúp chuyển hóa glucose thành glycogen. Còn khi lượng glucose trong máu giảm, tức là đường huyết giảm, thì glucagon do tuyến tụy tiết ra sẽ giúp chuyển hóa glycogen ngược lại thành glucose. Như vậy đáp án ở đây chính là câu A ha. Câu 108. Khi nói về mối quan hệ đối kháng giữa các loài trong quần xã, thì có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? Ý 1. Trong quan hệ đối kháng, loài được lợi sẽ thắng thế và phát triển, loài bị hại thì luôn bị diệt vong. Ý này sai rồi hả các bạn? Không phải là loài bị hại luôn bị diệt vong ha. Mối quan hệ đối kháng thì ta nhớ lại, nó có 4 mối quan hệ là cạnh tranh, ức chế cảm nhiễm, ký sinh vật chủ, sinh vật này ăn sinh vật khác. Thì cái loài bị hại, ví dụ trong mối quan hệ cạnh tranh á, nó sẽ bị diệt vong khi mà cái ổ sinh thái giữa hai loài này nó trùng nhau hoàn toàn và cạnh tranh rất là khốc liệt, dẫn đến hiện tượng cạnh tranh loại trừ thì sẽ có một loài bị tiêu diệt. Còn bình thường nếu không phải là ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn thì các loài cạnh tranh với nhau vẫn có thể thu hẹp ổ sinh thái và chung sống hòa bình với nhau ha. Hoặc là trong mối quan hệ ký sinh vật chủ thì thông thường á, cái sinh vật ký sinh nó sẽ không tiêu diệt hay là giết chết ngay vật chủ của nó, mà nó sẽ duy trì cái nguồn lợi rất là lâu dài. Cho nên là không phải là trong mối quan hệ đối kháng nào cũng là cái loài bị hại là luôn bị diệt vong là sai rồi ha. Câu 2. Quan hệ ức chế cảm nhiễm thuộc nhóm quan hệ đối kháng, đúng rồi ha. 3. Quan hệ cạnh tranh chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra thực vật, ý này sai rồi. Cạnh tranh thì xảy ra ở cả động vật và thực vật. Ví dụ như ở thực vật là cỏ và lúa cạnh tranh chất dinh dưỡng, muối khoáng và ánh sáng vân vân. Động vật như là trâu bò, hươu nai thì có thể cạnh tranh cái nguồn thức ăn là cỏ chẳng hạn. Hoặc là các loài động vật ăn thịt mà cùng ăn một loại con mồi thì nó có thể cạnh tranh với nhau con mồi ha. 4. Sử dụng loài thiên địch để phòng trừ sâu hại là ứng dụng của hiện tượng khống chế sinh học, đúng rồi hả các bạn? Sử dụng loài thiên địch đó là ta sử dụng động vật ăn thịt hay là sinh vật ký sinh hoặc là sinh vật cạnh tranh vốn có trong tự nhiên, hoặc là ta nuôi thả vào môi trường để nó có thể phòng trừ sâu hại mà ta không phải sử dụng thuốc trừ sâu. Đó chính là ứng dụng của hiện tượng khống chế sinh học. Như vậy câu 108 thì ta có hai ý đúng là ý 2 và ý 4, đáp án là câu A. Câu 109. Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Câu 109 này là một câu thuộc chương trình lớp 11 nè các bạn. Và nói về hô hấp ở thực vật. 1. Hô hấp ở thực vật là quá trình oxy hóa sinh học dưới tác dụng của enzyme, đúng ra các bạn. Hô hấp là quá trình oxy hóa, phân giải các chất hữu cơ. Quá trình phân giải các chất phức tạp thành ra những chất đơn giản hơn, người ta gọi là quá trình oxy hóa ha. Dưới tác dụng của enzyme trong tế bào thì quá trình hô hấp không tự nhiên mà xảy ra được, mà nó phải xảy ra dưới tác dụng của các loại enzyme hô hấp ha. Enzyme đường phân, enzyme trong chu trình Krebs và các enzyme thuộc chuỗi truyền electron
hô hấp ở ti thể ha. Nguyên liệu hô hấp thường là glucose, đúng rồi. Nguyên liệu hô hấp thường là đường đơn glucose, carbohydrate, hoặc thậm chí nguyên liệu hô hấp có thể là lipid, có thể là acid amin protein nữa ha các bạn. Tuy nhiên nguyên liệu phổ biến là carbohydrate, và trong đó đường đơn là loại carbohydrate dễ sử dụng nhất. 3. Toàn bộ năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP. Ý này sai rồi ha các bạn. Trong quá trình hô hấp thì năng lượng tạo ra chủ yếu là nhiệt và một phần tích lũy dưới dạng ATP, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào. Và cái lượng nhiệt này thì nó sẽ giải phóng vào môi trường ha. Và nó cũng là duy trì cái nhiệt độ phù hợp cho hoạt động của các enzyme. 4. Hô hấp tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ. Ý này đúng rồi ha các bạn. Trong quá trình hô hấp thì nó sẽ tạo ra các sản phẩm trung gian, ví dụ như là axit pyruvic, nó có thể đi vào tổng hợp ra những cái chất hữu cơ như là axit amin, axit béo vân vân. Câu 109 thì có 3 ý đúng là câu A, ý 1, 2 và 4 nha. Câu 110, một loài thực vật màu hoa do hai cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ phân ly độc lập cùng quy định. Kiểu gen có A lên trội A lớn và B lớn thì là hoa đỏ. Chỉ có A lên trội A lớn thì là hoa hồng. Và chỉ có A lên trội B lớn thì sẽ là hoa vàng. Và còn lại đồng hợp lặng sẽ là hoa trắng. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có 4 loại kiểu hình? Đủ 4 loại kiểu hình, đủ 4 tổ hợp như thế này. Thì đáp án chính là câu C ha các bạn. Lai phân tích dị hợp hai cặp gen. Ta thấy A lớn A nhỏ lai với A nhỏ nhỏ sẽ ra 1,1 nè. B lớn B nhỏ lai B nhỏ nó cũng sẽ ra 1,1 ha. Ta nhân lại thôi. Và với 4 tổ hợp này ta sẽ có 1 đỏ, 1 hồng, 1 vàng và 1 trắng. 4 kiểu hình ha. Và ta nhớ là cái tỷ lệ mà 1,1 ở đây, 1,1 ở đây. Ta tổ hợp theo chiều dọc ta sẽ có dị hợp hai cặp lai phân tích ha. Nhưng ta có thể tổ hợp chéo thì nó sẽ ra một phép lai này nữa nè các bạn. Phép lai dị hợp một cặp này nè. Là với nhau nó cũng ra 4 tổ hợp như ở đây nha. Nên ta học luôn là có 2 phép lai mà nó sẽ ra 4 tổ hợp ở đời con như thế này. Là phân tích cơ thể dị hợp hai cặp gen và dị hợp một cặp khác nhau lai với nhau nha. Câu 111. Cho phép lai cải củ 2N bằng 18 ký hiệu là RR và cải bắp 2N bằng 18 ký hiệu là hai chữ B. Ý nói là nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng hết các bạn. Rồi khi mà lai như thế này á, chính là lai xa đó các bạn. Đây là phép lai xa giữa cải củ và cải bắp nha. Lai xa hay là lai khác loài nha. Lai xa tức là lai khác loài. Tạo ra cây lai F1 này người ta gọi là con lai xa. Con lai khác loài. Và con lai xa thì ta thấy là nó sẽ nhận được 9 nhiễm sắc thể của loài cải củ và 9 nhiễm sắc thể của cải bắp. Tổng lại là 18 nhiễm sắc thể ở con lai xa này nha. Ta kiểm tra nè. Câu A. Trong tế bào sinh dưỡng của cây F1, các nhiễm sắc thể tồn tại thành cặp tương đồng. Sai rồi hả các bạn? Các nhiễm sắc thể của cải củ và cải bắp nó không có tồn tại thành cặp tương đồng đâu. Ý à sai. Câu B. Phép lai này tạo ra thể tự đa bội lẻ. Ý này sai hả các bạn? Đây là phép lai xa thì nó sẽ tạo ra con lai xa, con lai khác loài. Con lai khác loài này không phải là thể tự đa bội lẻ. Tự đa bội là hiện tượng tăng nguyên lần bội nhiễm sắc thể đơn bội của loài. Tăng nguyên lần bội nhiễm sắc thể đơn bội của loài, ví dụ như là 3N, 4N, 5N, tức là lớn hơn 2N ha. Vâng vâng. Còn dị đa bội á, ta định nghĩa dị đa bội là sao? Là hiện tượng tăng nguyên lần bội nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài khác nhau trong tế bào. Tăng nguyên lần bộ đơn bội của hai loài khác nhau trong tế bào. 2N của loài A, 2N của loài B, đặc biệt ta gọi là song nhị bội nè. Đây mới là dị đa bội. Và cái con lai xa này á, thì nó chỉ có N nhiễm thể của loài A và N nhiễm thể của loài B thôi. Cho nên nó cũng không gọi là dị đa bội luôn. Khi nào người ta đem F1 này ta đa bội hóa, ta gấp đôi bội nhiễm sắc thể nó lên, thì nó mới ra 2N loại A và 2N loại B, thì nó mới gọi là thể song nhị bội. Khi nào ta đem F1
con Lysa này, ta xử lý Conjicin đa bội hóa thì nó mới ra thể dị đa bội hay là song nhị bội nha. Còn con Lysa đây thì không phải từ đa bội và cũng không phải là dị đa bội luôn. Cekilai F1 bất thụ vì mang hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài khác nhau, đúng rồi các bạn. Vì nhiễm sắc thể không tồn tại thành cặp tương đồng, nó mang hai bộ đơn bội của hai loài khác nhau, N nhiễm thể của loài A và N nhiễm thể của loài B. Nó không tương đồng cho nên nó không thể tiếp hợp và nó không thể phân ly đồng đều về các tế bào con, nên các giao tử tạo ra nó không có sức sống, do vậy con lai bị bất thụ. Còn ID, tế bào sinh dưỡng của cây F1 có số lượng là 36, chiếc R thì không phải rồi ha các bạn. Tế bào sinh dưỡng của cây F1 là con Lysa sẽ có 18 nhiễm sắc thể thôi, mà bao gồm là 9 chiếc R và 9 chiếc B nha. Như vậy câu 111 đáp án là câu C. Câu 112, giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này? Chuỗi thức ăn dài nhất có số mắt xích. Đây và qua đây. Có số mắt xích là đúng rồi ha các bạn. Đây là chuỗi dài nhất, có số mắt xích đúng. 2. Cốc có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc là bậc dinh dưỡng cấp 4. Cốc ha các bạn. Cốc ở đây thì có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Hợp lý ha các bạn. Ví dụ trong cái chuỗi là cỏ, châu chấu, cốc, rắn hổ mang, chim cắt thì cốc là bậc dinh dưỡng cấp 3 là đúng rồi. Và trong cái chuỗi dài nhất ở đây thì là lúa, sâu hại lúa, ong mắt đỏ và cốc, thì cốc sẽ là bậc dinh dưỡng cấp 4 là đúng. Ý 3, có 3 loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 2. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 chính là bậc dinh dưỡng cấp 3. Bậc dinh dưỡng cấp 3 thì như nãy ta nói là cốc là một nè. Ong mắt đỏ đây cũng là bậc dinh dưỡng cấp 3 nè. Hoặc là trong cái chuỗi lúa, chim sẻ, chim cắt ở đây thì là chim cắt là bậc dinh dưỡng cấp 3 luôn ha các bạn. Có 3 loài là bậc dinh dưỡng cấp 3 ở đây chính là chim cắt, ong mắt đỏ và cốc. Đúng rồi. Ý 4, rắn hổ mang có thể tham gia tối đa vào 4 chuỗi thức ăn. Rắn hổ mang có thể tham gia vào tối đa 4 chuỗi thức ăn, ta kiểm tra ha. Ta có sơ đồ lúa, sâu hại lúa, ong mắt đỏ, rắn hổ mang, chim cắt nè. Rồi lúa, sâu hại lúa, cốc, rắn hổ mang, chim cắt. Rồi lúa, châu chấu, cốc, rắn hổ mang, chim cắt. Và cỏ, châu chấu, cốc, rắn hổ mang, chim cắt ha. Như vậy là rắn hổ mang tham gia tối đa vào 4 chuỗi thức ăn là đúng rồi. Như vậy câu 112 có 4 ý đúng ha. Câu 113. Một loài thực vật lưỡng bội xét 3 gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể. Mỗi gen quy định một tính trạng. Và mỗi gen đều có 2 allele. Và allele trội là trội hoàn toàn. Trội hoàn toàn nha các bạn. 3 gen mà chỉ có nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thôi. Thì mỗi gen đều có 2 allele. Ví dụ ta xét 3 cái cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ ha. Và 3 cặp gen mà nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thì phải có 2 cặp gen cùng nằm, cùng liên kết trên một cặp nhiễm sắc thể. Cùng liên kết trong một nhiễm thể và nó sẽ phân ly độc lập với cái cặp nhiễm sắc thể còn lại ha. Cho hai cây giao phấn với nhau, F1 có 8 loại kiểu hình. Trội lòng hoàn toàn thì mỗi cặp gen cho tối đa 2 kiểu hình, như vậy số kiểu hình ở đây là tối đa ha các bạn. Và hai cái kiểu gen, hai cặp allele này nó liên kết thì cho tối đa 4 kiểu hình và nhân 2 thì nó sẽ bằng 8 kiểu hình ha. Một cái cặp allele nằm riêng trên một nhiễm sắc thể nó phải cho 2 kiểu hình ha các bạn. Rồi, trong các cây có kiểu hình trội về 3 tính trạng có 5 loại kiểu gen. Trội về 3 tính trạng A lớn gạch, B lớn gạch, D lớn gạch thì có 5 loại kiểu gen. 5 loại kiểu gen á thì bắt buộc có, ví dụ như hai cái cặp gen A lớn nhỏ, B lớn nhỏ nó liên kết trên một nhiễm sắc thể thì bắt buộc nó sẽ phải cho ra 5 kiểu gen, và allele còn lại nó phải cho một kiểu gen trội thôi. Một kiểu gen trội ở đây, một kiểu gen trội nhưng mà nó nằm trong cái trường hợp là nó phải cho ra 2 kiểu hình ở cái cặp này. Như vậy nó chỉ có thể là kết quả của phép lai là gì? Kết quả của phép lai là D lớn D nhỏ, lai với D nhỏ D nhỏ thôi các bạn. Thì nó sẽ cho ra 2 kiểu hình. Thì ở đây nó mới cho ra 2 kiểu hình ở đời con. Là D lớn D nhỏ, D nhỏ D nhỏ là 2 kiểu hình. Và
một kiểu ren trội ở đây. Như vậy là cái cặp này phải là kết quả của phép này ha. Còn cái hai cặp ren A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ thì sẽ cho 5 kiểu ren mang hai tính trạng trội. Có hoáng vị ren, nó có thể đều là diệp đồng, đều diệp chéo, hoặc một bên diệp đồng, diệp chéo thì ta ví dụ nó là nó đều là diệp đồng đi ha. Và một bên thì nó phải diệp hợp một cặp và bên kia sẽ là đồng hợp lặng. Ví dụ trường hợp như này. Thì các cây có hai alen trội F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu ren? Khi mà hai cái kiểu ren này có hoáng vị ren hai bên thì nó sẽ cho ra cái kiểu ren mang hai alen trội, thì nó sẽ phụ thuộc với cặp ở đây nha các bạn. Cái cặp D lớn D nhỏ nha. Vậy thì ta sẽ xét trường hợp thứ nhất là nó sẽ cho ở đây nè. Trường hợp thứ nhất nó cho ra một alen trội ở đây. Và trường hợp thứ hai là cho ra D nhỏ D nhỏ. Vậy trong trường hợp là D lớn D nhỏ thì là một alen trội rồi. Bây giờ ta tìm thêm những kiểu ren nào có thêm một alen trội nữa, nó sẽ ra có hai alen trội. Thì phép lai như này nó sẽ cho ra thêm một alen trội nữa ha các bạn. Thì có thể là dị hợp một cặp như này hoặc là như này, và kết hợp với D lớn D nhỏ nó sẽ ra hai alen trội. Trong trường hợp là D nhỏ thì hai cái cặp ren A lớn nhỏ B lớn nhỏ nó phải cho hai alen trội. Ta sẽ có những trường hợp nào hai alen trội. Ví dụ như đây là đây đồng hợp hai alen trội nè, hoặc là gì, dị hợp đồng hoặc dị hợp chéo ha các bạn. Khi có hoáng vị ren dị hợp đồng hoặc dị hợp chéo thì nó sẽ có hai alen trội ở đây, và khi ta nhân với lại đi nhỏ ở đây hai alen trội ha. Như vậy ta sẽ có đây là hai kiểu ren nè, và đây ta sẽ có bốn kiểu ren, tổng là sáu kiểu ren nha. Câu A nha. Câu 114. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, A lớn thân cao, A nhỏ thì thân thấp, B lớn hoa đỏ, B nhỏ hoa trắng. Thế hệ P quần thể này có thành phần kiểu ren như thế này. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng? 1. F2 có tối đa 9 loại kiểu ren. Ta thấy là quần thể P ban đầu là có kiểu ren dị hợp 2 cặp. Khi tự thụ phấn thì A lớn A nhỏ lai với chính nó sẽ ra 3 kiểu ren, tỷ lệ 1:2:1 ha. Tương tự như vậy, B lớn B nhỏ cũng ra 3 kiểu ren nè. Và như vậy ta sẽ có 3 x 3 bằng 9 loại kiểu ren là đúng rồi ha. Ý 2, tỷ lệ kiểu ren dị hợp giảm dần qua các thế hệ, đúng rồi ha các bạn. Ta nhớ là quần thể tự thụ phấn thì qua các thế hệ tự thụ phấn liên tiếp, tỷ lệ dị hợp sẽ giảm dần và tỷ lệ đồng hợp sẽ tăng dần. Cho nên dị hợp giảm dần là đúng rồi. Ý 3, ở F3 và F4 thì đều có 4 loại kiểu ren quy định kiểu hình trội về một tính trạng. Kiểu hình trội về một tính trạng thì có thể là A lớn gạch B nhỏ, hoặc là A nhỏ nhỏ B lớn gạch là trội về một tính trạng nè. Và ta thấy là ban đầu ở P nó có dị hợp hai cặp ren, cho nên hoàn toàn khi mà tự thụ phấn qua nhiều thế hệ nó sẽ làm xuất hiện cơ thể gọi là mang một tính trạng trội ha. Và càng về sau thì cái tỷ lệ đồng hợp nó càng tăng lên ha. Tỷ lệ cơ thể đồng hợp như thế này, đồng hợp một tính trạng trội nó sẽ ngày càng tăng lên. Ý 4, trong tổng số cây thân cao hoa đỏ ở F2, không gian mẫu là thân cao hoa đỏ A lớn gạch B lớn gạch, thì có 4/55 số cây có kiểu ren dị hợp hai cặp ren. Như vậy người ta hỏi cái tỷ lệ A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ chia cho thân cao hoa đỏ A lớn gạch B lớn gạch, ta hỏi cái tỷ lệ này bằng bao nhiêu, mà là ở F2 ha các bạn. Ta lưu ý là ở F2, ta nhớ lại là cái công thức quần thể tự thụ phấn khi quần thể ban đầu là 100% A lớn A nhỏ, thì ở FN A lớn A nhỏ ta sẽ có 1/2 mũ N nè. A lớn và A nhỏ ta sẽ có là 2 mũ N trừ 1 trên 2 mũ N cộng 1 nè. Còn cái kiểu hình trội thì ta sẽ lấy A lớn A nhỏ ta cộng với A lớn ở đây. Ta sẽ có là 2 mũ N cộng 1 chia cho 2 mũ N cộng 1 ở đây. Đây là những cái nội dung cơ bản của quần thể tự thụ phấn ha các bạn. Và do vậy ta sẽ ráp vào đây.
lớn ai nhỏ thì sẽ chỉ được sinh ra từ cái kiểu gen thứ hai đây nè các bạn. Ta sẽ để 0,4 ban đầu ở đây, và a lớn ai nhỏ khi tự tập phấn ra a lớn ai nhỏ là ở F2 là 1/2 mũ 2. B lớn b nhỏ cũng sẽ là 1/2 mũ 2 ha các bạn. Nhưng mà cái kiểu hình trội đây ta lưu ý á, là nó không phải chỉ tạo ra từ cái kiểu gen số 2 này, mà kiểu hình trội này, hai tính trạng này á, thì nó còn tạo ra từ kiểu gen số 1 nữa. Cho nên ta nhớ là cái dưới mẫu này á, ta phải tính cho cả hai kiểu gen 1 và 2 đây nha. Thì ta sẽ có là 0,3 a lớn mà tạo ra a lớn gạch á, thì là 100%. Ta nhân cho b lớn b nhỏ khi tự tụ phấn ra b lớn gạch là, ta đáp công thức ở đây nè các bạn, sẽ là 2 mũ 2 cộng 1 chia 2 mũ 3. Và ta nhớ cộng cho cái kiểu gen số 2 nữa nha. Kiểu gen số 2 là 0,4 a lớn a nhỏ mà ra a lớn gạch, ta sẽ có là 2 mũ 2 cộng 1 chia 2 mũ 3. Và b lớn b nhỏ cũng vậy, cho nên ta bình phương lên 4 phần. Như vậy ở câu 114 thì cả 4 ý đều đúng hết ha. Đáp án là câu B. Câu 115. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về các cơ chế cách ly, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Các cơ thể khác loài có tập tính giao phối riêng, nên chúng thường không giao phối với nhau. Đúng rồi hả các bạn? 2. Các cá thể khác loài sinh sản vào những mùa khác nhau, nên chúng thường không giao phối. Đúng rồi. Trường hợp số 1 á, ta gọi là cách ly tập tính. Trường hợp số 2 ta sẽ gọi là cách ly thời gian hay là cách ly mùa vụ. 3. Các cơ chế cách ly ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau. Đúng rồi hả các bạn? Nó sẽ giúp duy trì sự toàn vẹn của loài ha. Làm cho mỗi loài sẽ có những cái đặc trưng riêng nhờ có các cơ chế cách ly mà thế giới sinh vật mới có được cái sự đa dạng như hiện nay nha. Ý 4. Cách ly sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản các cá thể giao phối với nhau. Ý này sai rồi hả các bạn? Cách ly trước hợp tử mới đúng. Cách ly trước hợp tử mới là những trở ngại ngăn cản giao phối. Ví dụ các loài có tập tính giao phối khác nhau, thời gian sinh sản khác nhau, hoặc là cấu tạo cơ thể, cơ quan sinh sản khác nhau, cái nơi ở, cái sinh cảnh khác nhau nên không thể giao phối với nhau, thì gọi là cách ly trước hợp tử, ngăn việc thụ tinh để tạo ra hợp tử, tức là chưa tạo ra hợp tử ha, không tạo hợp tử được nha các bạn. Còn cách ly sau hợp tử á, là nó đã giao phối được với nhau và có thể tạo ra hợp tử, chỉ là hợp tử không phát triển thành con lai, hoặc là con lai bị bất thụ. Câu 115 có 3 ý đúng là câu B, ý 1, 2, 3. Câu 116. Phá hệ sau đây mô tả sự di truyền bệnh A và bệnh B. Biết rằng mỗi bệnh đều do một trong hai allen của một gen quy định, và các gen phân ly độc lập với nhau. Allen trội là trội hoàn toàn. Có hai bệnh và phân ly độc lập ha các bạn. Người 1.1 thì không mang allen gây bệnh B. Theo lý thuyết xác suất sinh con đầu lòng là con trai, không bị bệnh A và không bị bệnh B. Ta thấy là đề chưa có cho bệnh A hay bệnh B là do gen trội hay là gen lặn quy định, và cũng không cho là gen nằm trên nhiễm sắc thể thường hay là nhiễm sắc thể giới tính, nên ta cần phải biện luận. Thì ta thấy là ở bệnh A chính là những cá thể có dấu gạch chéo ở đây ha, ở cái người 2.4 ở đây thì có bố mẹ 1.3, 1.4 bình thường, bố mẹ bình thường và sinh con gái bị bệnh A, cho nên bệnh A phải do gen lặn. Cho nên A lớn sẽ là bình thường và A nhỏ là bệnh do gen lặn. Và bố trội mà sinh con gái lặn, cho nên gen phải nằm trên nhiễm sắc thể thường. Còn đối với bệnh B, những người bị bệnh thì màu đen ở đây. Người 1.1 bị bệnh A chứ không bị bệnh B cả. Người 1.1 và 1.2 không bệnh B, mà sinh ra người con 2.1 ở đây bị bệnh B, cho nên bệnh B cũng là do gen lặn. Và nếu như bệnh bờ do gen lặn mà nằm trên nhiễm sắc thể thường thì bắt buộc có phải là cái người 1.1 phải là mang gen không các bạn? Nếu nằm trên nhiễm thường có phải kiểu gen như này không? Và người 1.1 thì phải mang gen bệnh bờ
Nhưng cái đề người ta nói là người 1/10 mang gen bệnh bờ. Do vậy, gen không thể nào mà nằm trên nhiễm sắc thể thường, mà phải nằm trên nhiễm sắc thể giới tính ha. Thì lúc bấy giờ á, cái người số 1.1 này là không bệnh bờ như này. Còn người 2.1 ở đây là bệnh bờ, nó sẽ như này. Nó sẽ nhận cái gen bệnh từ mẹ. Đây, là hợp lý ha các bạn. Do vậy, bệnh bờ phải do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ha. Tất cả những người mà bị bệnh A thì là đồng hợp lặng ha. Từ những người đồng hợp lặng này ta sẽ xác định bố mẹ hoặc là con của họ có thể dị hợp ha. Ta có thể dựa vào những người đồng hợp lặng A nhỏ để xác định kiểu gen thế hệ trước và thế hệ sau. Cái người số 3 này ta sẽ có tỷ lệ kiểu gen là 1/3 ha. Sinh ra cái người 3.2 đây là bình thường A lớn gạch nha mọi người. Thì ta sẽ tính lại tỷ lệ, ta sẽ có tỷ lệ đây sẽ là 2/5 và 3/5 đúng không các bạn? Ta tính giao tử và nhân ha. Với bệnh bờ thì có phải ở đây là bình thường XB lớn Y không? Còn cái người số 2 này ta sẽ xét coi là ở đây có phải là thằng con trai bị bệnh đây và ở đây là ông bố. Vậy thì thằng con trai sẽ nhận XB nhỏ từ mẹ của nó. Và do vậy ta sẽ thấy kiểu gen của cái người 3.2 này sẽ là phụ thuộc vào tỷ lệ giao tử của mẹ là 2.2 ở đây đúng không các bạn? Nên ta sẽ có đây là 1/2. 1/2 ha. Bây giờ ta tính tỷ lệ giao tử và ta nhân thôi ha. Và cô có một cái lưu ý cho các bạn là khi mà ta có hai cặp allele, một cặp allele nằm trên nhiễm sắc thể thường, một cặp allele nằm trên nhiễm sắc thể giới tính như thế này á, mà người ta hỏi chúng ta là xác suất sinh con trai, thì ta nhớ là ta sẽ tính cái xác suất con trai con gái theo tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Và do vậy ta sẽ tính trước là cái người con trai mà không bị bệnh bờ, tỷ lệ giao tử ta sẽ có là 1/4 XB nhỏ và 3/4 XB lớn. Đây là người 3.2 và bên đây là người 3.3, thì ta sẽ có tỷ lệ giao tử là 1/2. Xác suất sinh con trai không bệnh bờ 3/4 như 1/2 là 3/8 ha. Còn đối với cái bệnh A thì ta sẽ tính tỷ lệ giao tử của người 3.2 có phải là 3/10 A nhỏ và 7/10 A lớn không? Và bên cái người 3.3 ở đây ta sẽ có là 1/2. Và do vậy ta không tính con trai con gái ở đây nữa nha các bạn. Không bị bệnh A thôi. Thì có phải là ta tính 1 trừ A nhỏ không? Thì có phải là ta lấy hai cái tỷ lệ này ta nhân lại 3/10, 1 trừ 3/10 A nhỏ nhưng bên đây 1/2 nữa là 17/20. Và do vậy ta sẽ lấy hai cái tỷ lệ này ta nhân lại ha. A lớn gạch XB lớn Y là con trai không bệnh A, không bệnh bờ. 51/160 nha. Câu A. Câu 117. Một loài thực vật lưỡng bội xét ba cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ trên ba cặp nhiễm sắc thể cùng quy định màu hoa có A lớn, B lớn và D lớn thì màu tím, còn chỉ có A lớn và B lớn thì là đỏ. Những kiểu gen còn lại thì là hoa trắng. A lớn gạch, B lớn gạch, D lớn gạch thì là tím, còn chỉ có A lớn và B lớn thôi. Ở đây D nhỏ thì là đỏ. Còn những tổ hợp khác thì là trắng. A lớn rồi BD là tím, B lớn D nhỏ là đỏ. Nếu ta tách ra A lớn ra riêng á thì phía sau này là hai gen trội rồi nè. Ba tổ hợp rồi nè các bạn. Đủ 4 tổ hợp. Sau khi mà ta tổ hợp 4 cái tổ hợp với A lớn thì ta sẽ tổ hợp với A nhỏ. Và với 4 tổ hợp ở đây thì toàn bộ cái chỗ này sẽ là trắng. A. Phép lai P cây hoa trắng dị hợp hai cặp gen, lai với trắng đồng hợp hai cặp gen. Tạo ra F1 có tỷ lệ 3 đỏ, 5 trắng. Nếu ta xét là trắng dị hợp á, trắng dị hợp hai cặp gen thì nó sẽ rơi vào tổ hợp ở đây. Và ở đây thì nó mới có trường hợp là dị hợp hai cặp gen phải không? Và lai với trắng đồng hợp hai cặp gen. Trắng mà đồng hợp hai cặp gen nghĩa là dị hợp một cặp đúng không các bạn? Dị hợp ở A, dị hợp ở D. Đổi vai trò thôi. Hoặc là trường hợp như này. Ta sẽ có những trường hợp như vậy. Có ba đỏ ở đây á, thì ta thấy là ví dụ trường hợp ở đây nó phải kết hợp với tổ hợp này thì phải kết hợp với ba cái tổ hợp trên này nó mới ra đỏ. Thì nó cũng phải xuất hiện cái kiểu hình màu tím ở đời con, nhưng ở đây không có, cho nên là câu A là sai rồi ha các bạn. Không có cái trường hợp nào mà ra chỉ có đỏ với trắng mà nó phải có tím nữa nha. Tiếp theo câu B.
cây hoa tím dị hợp một cặp, lai với cây đỏ dị hợp hai cặp, thì tạo ra F1 không thể có ba loại kiểu hình. Ta thấy A lớn A nhỏ lai với nhau ra 3, 1 nè, B lớn gạch nè, D lớn gạch. Ta sẽ chỉ thu được hai kiểu hình là ba tím và một trắng thôi, chứ không thể nào có ba kiểu hình ha. Cho dù ta đổi vai trò qua B hoặc qua D thì nó cũng tương tự thôi ha các bạn. Ví dụ ta đổi trường hợp ở D ha, thì có phải ở đây nó sẽ ra một A lớn gạch, và ở đây nó ra một B lớn gạch, còn ở đây nó sẽ ra là một D lớn D nhỏ, một D nhỏ D nhỏ, một tím và một đỏ, chứ không thể nào thu được ba loại kiểu hình là đúng rồi ha các bạn. Như vậy đáp án sẽ là câu B ha. Cái câu C xem là cây hoa đỏ dị hợp hai cặp gen. Lai với cây hoa đỏ dị hợp một cặp gen, ví dụ dị hợp ở đây là ba đỏ và một trắng, chứ không phải là một đỏ ba trắng, ba đỏ một trắng mới đúng. Ý D, cây hoa đỏ dị hợp một cặp gen, ví dụ như này. Lai với cây hoa trắng dị hợp hai cặp, ví dụ trường hợp ở trên này, hoặc là trường hợp ở dưới này, dị hợp hai cặp. Trường hợp trên này ta thấy là 6 kiểu gen, ở dưới này ta sẽ thấy là 8 kiểu gen, hoặc là 6 hoặc là 8 chứ không phải là 9 ha. Đáp án là câu B. Câu 118. Một loài thực vật lưỡng bội 2N xếp một gen có 2 allele. Allele B lớn thì có 1200 nucleotide. Mạch 1 của gen này có tỷ lệ ATGX là 1234. Allele B lớn thì bị đột biến thêm một cặp nu. Đột biến điểm thêm một cặp nu tạo thành allele B nhỏ. Như vậy allele B nhỏ là allele đột biến. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Ý 1, tỷ lệ A cộng T trên G cộng X của allele đột biến thì bằng tỷ lệ G cộng A trên T cộng X của allele bình thường B lớn. Tỷ lệ G cộng A trên T cộng X thì ta thấy là G sẽ bằng X và A bằng T, đúng không các bạn? Cho nên tỷ lệ này nó sẽ bằng 1. Trong khi nói về allele B nhỏ, tỷ lệ A cộng T trên G cộng X mà A bằng T ta tính là 2A, G bằng X ta tính là 2G, thì tỷ lệ này chính là bằng tỷ lệ A trên G. Tỷ lệ A trên G mà với cái tỷ lệ mạch số 1 như thế này và chỉ đột biến mạch số 1 của gen B lớn và đột biến thêm một cặp nu thì ta thấy tỷ lệ này nó sẽ là khác 1. Trên mạch số 1 của allele B lớn ta sẽ có tỷ lệ như này là bằng N chia 2 và tổng các phần ở đây sẽ là 10 phần, là 60 ha các bạn. Và do vậy ta sẽ tính được là, và do vậy ta sẽ suy ra được A bằng A1 cộng T1 bằng 108 nè, và G là 420 ha các bạn. Cái allele B nhỏ G nó sẽ bằng là thêm một cặp GX là 421 là đúng rồi ha các bạn. Nếu allele B nhỏ phát sinh do đột biến xảy ra ngay sau mạ mở đầu thì chuỗi polypeptide do allele B nhỏ quy định giống với chuỗi polypeptide do allele B lớn quy định thêm một cặp nu. Khung đọc bị lệch đi một nu kể từ cái điểm đột biến, mà cái điểm đột biến này lại nằm ngay sau mạ mở đầu, cho nên nó sẽ làm thay đổi toàn bộ axit amin kể từ cái điểm đột biến, chứ nó không có giống với lại allele B ha. Ý này sai. Ý 4. Nếu allele B nhỏ phát sinh do đột biến gen xảy ra trong giảm phân thì allele B nhỏ có thể di truyền cho đời sau, đúng rồi các bạn. Nếu như allele B nhỏ này đi vào giao tử và giao tử được tham gia thụ tinh thì có thể truyền cho đời sau là đúng rồi. Sẽ có hai ý đúng là ý 2 và ý 4, đáp án là câu A. Câu 119. Một công trình nghiên cứu đã khảo sát sự biến động số lượng cá thể của hai quần thể thuộc hai loài động vật ăn cỏ, loài A và loài B, trong cùng một khu vực sinh sống từ năm 1992 đến năm 2020. Hình sau đây mô tả sự thay đổi số lượng cá thể của loài A và B trước và sau khi có loài động vật săn mồi C xuất hiện trong môi trường sống của chúng. Biết rằng ngoài sự xuất hiện của loài C, điều kiện môi trường sống trong toàn bộ thời gian nghiên cứu không có biến động lớn. Cái đường liên tục đây là loài A nè, và cái đường ngắt quãng đây là loài B. Thì trước khi có cái động vật săn mồi á, thì đồ thị của loài A có thể tăng giảm thất thường, tuy nhiên nó có xu hướng cũng đều là tăng lên, đúng không các bạn? Loài B cũng vậy, nhưng sau khi có loài C xuất hiện thì số lượng cá thể loài A giảm đáng kể, còn loài B thì lại tăng lên đáng kể. Bây giờ ta sẽ kiểm tra các cái phát biểu ha.
sự giảm kích thước quần thể A là do sự săn mồi của loài C cũng như sự gia tăng kích thước của quần thể B đã tiêu thụ một lượng lớn cỏ. Ý này thì cô cho là ý sai nha các bạn. Sự giảm kích thước của quần thể A là do sự săn mồi của loài C là hợp lý ha các bạn. Tại vì ta thấy trên đồ thị loài A nè, nó giảm đi rất là đáng kể sau khi mà có cái loài C là loài săn mồi xuất hiện. Thì cái ý đồ này là hợp lý. Tuy nhiên phía sau á, cũng như sự gia tăng kích thước của cái quần thể bờ đã tiêu thụ một lượng lớn cỏ. Cô cho đây là một ý sai nha. Do hai nguyên nhân. Một là đề nói điều kiện môi trường sống không có biến động lớn thì không thể nào mà lượng cỏ giảm đáng kể đến mức mà không còn đủ thức ăn cho loài A dẫn đến nó giảm được. Và thứ hai, nếu như mà nguồn thức ăn giảm mà ảnh hưởng đến số lượng của loài A thì nó cũng phải ảnh hưởng tới số lượng của loài B. Ý hai, sự biến động kích thước của quần thể A và B cho thấy loài C chỉ ăn thịt loài A, hợp lý ha các bạn. Trong khi loài bờ thì liên tục tăng mà loài A thì giảm từ khi xuất hiện của loài C, thì sự biến động quần thể A cho thấy là loài C này chỉ ăn thịt loài A thôi. Ý 3, có sự trùng lập ổ sinh thái về dinh dưỡng giữa quần thể A và quần thể bờ. Có sự trùng lập là hợp lý ha các bạn. Bởi vì là cả hai loài đều là loài ăn cỏ trong cùng một khu vực, nó có thể ăn cùng loại cỏ. Hoặc cho dù không ăn cùng loại cỏ thì cái không gian kiếm ăn nó cũng bị ảnh hưởng ha các bạn. Cho nên nó có thể có sự trùng lập ít nhiều về cái ổ sinh thái dinh dưỡng. Ý 4, trong 5 năm đầu khi có sự xuất hiện của loài C, giai đoạn này, sự săn mồi của loài C tập trung vào quần thể A, do đó giảm áp lực săn mồi lên quần thể B. Ý này sai rồi ha các bạn. Tại vì như lúc đầu ta đã nói là loài C nó chỉ ăn thịt loài A thôi, cho nên sẽ không có cái chuyện là làm giảm áp lực săn mồi lên loài bờ, nó không săn loài bờ. Có hai ý đúng là ý 2 và ý 3. Đáp án là câu A. Câu 120. Một loài thực vật xét 3 cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ trên 2 cặp nhiễm sắc thể. Mỗi gen quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn. Phép lai cho hai cây giao phấn tạo ra F1 tỷ lệ kiểu hình như thế này. Và không có hóa vị gen nha, tức là liên kết hoàn toàn nha các bạn. Tất cả các câu ABCD ở đây nó đều tách cái cặp A lớn A nhỏ ra nằm trên một nhiễm sắc thể riêng so với BD. Và do vậy ta sẽ phân tích cái tỷ lệ 6,3,3,2,1,1 ở đây. Thì có phải là bằng tỷ lệ là 3,1 nè, nhân 1,2,1 nè các bạn. Và 3,1 ở đây thì nó bắt buộc phải rơi vào A lớn A nhỏ lại với nhau. Tại vì á, cái tỷ lệ 1,2,1 á, nó không thể nào là rơi vào cái cặp A lớn A nhỏ được. Tỷ lệ 1,2,1 ta nhớ lại đây là phép lai đặc trưng của liên kết gen các bạn. Bắt buộc nó phải có một bên là dị hợp chéo, liên kết hoàn toàn, dị hợp chéo nè. Và lai với cơ thể bên kia thì nó có thể dị hợp chéo luôn, hoặc nó có thể là dị hợp đồng. Đặc biệt, nó có thể dị hợp một cặp gen nữa các bạn. Nó có thể dị hợp một cặp gen nữa nha. Hoặc là nếu bên đây là dị hợp đồng á, liên kết hoàn toàn ha, mà ra tỷ lệ kiểu hình 1,2,1 thì bên đây nó sẽ là dị hợp một cặp thôi. Ta có thể dễ dàng kiểm tra đúng không các bạn? Ví dụ nè, đây là kiểu hình hai tính rằng trội nè, hai tổ hợp hai tính rằng trội nè, một tổ hợp một tính rằng trội và một tổ hợp đồng hợp lặng nè. Đó, 6 phép lai mà cho tỷ lệ kiểu hình 1,2,1 nha, thì đáp án sẽ là câu A nha. A lớn A nhỏ nè, ra 3,1 nè, đây dị hợp chéo là cái dị hợp đồng ở đây, thì nó sẽ ra 1,2,1, thì nó sẽ ra tỷ lệ này nhé. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các bạn chữa đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022. Chúc các bạn ôn thi thiệt là hiệu quả nha. Mến chào các em.